Chào buổi sáng thứ bảy tất cả mọi người. Vlog Christmas ngày thứ 10. Yay! Bây giờ là 9 giờ kém 5, hai ba con sói sáng sớm nay tự nhiên bế nhau sang phòng ôm ấp và đến giờ này ngủ vẫn chưa dậy. Mình dậy từ lúc 6 rưỡi này. Ra thu quần áo vào hôm qua lúc chiều nó có tí nắng ấy, thế là nó khô hết quần áo rồi, ra thu ngay vào. Mặc dù hôm nay ngoài trời cũng rất là nắng thế nhưng mà gió nhiều ấy, mình chỉ sợ là nó lại mưa xuống thì lại ướt. Và là quần áo kịp cho ba sói, là áo sơ mi kịp cho ba sói, thế là đủ áo sơ mi để tuần tới ba sói đi làm, nên là từ giờ đến cuối tuần là mình sẽ không phải lo là quần áo nữa. Còn bây giờ thì là mình sẽ ngồi đây ăn sáng, đợi hai ba con sói dậy. Hôm nay kế hoạch của ba sói là ba sói muốn đi muốn cả nhà đi đâu đấy, đi tản bộ, thư giãn thôi, không có kế hoạch mua sắm hay là phải làm cái gì cả. Thôi bây giờ mình đi ăn sáng đã, đợi ba con sói dậy thì mình sẽ để em sói mở advent calendar để chia sẻ với mọi người xem là hôm nay em sói được thỏi sô-cô-la hình gì nhá. Yeah. Morning Bravi, advent calendar time. Yay! Number 10. Can you find number 10? Number 10. Should we open it? Let's see what Bravi have today. Yay! What's it called? That one? No. Dad. The one on the tree. How you call this? Corn pie. What's this? Pie corn? What's that? Acorn. 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 Mommy doesn't know that word. Mẹ không biết cái từ đấy. Nham thả. Yummy, yummy. Uh-oh. Mommy, see. The man says today. Man says today? Are you looking forward to some marvelous presents? Yeah? Are you looking for it? Are you looking forward for that? Yeah! Marvelous presents! Presents! Ooh! Yummy, yummy! Yummy, yummy. Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là gần 10 giờ rồi đấy em ạ. What time is it, babe? 10. Huh? 10? Nearly 10. Gần 10 giờ rồi. Mẹ cắt đi nha. Mai lại mở tiếp nha. Yeah, bye. Bye, event calendar. Bye. Nhìn tiếc nuối hả con? Here, Rafi. Peanut butter and toasty. Peanut butter and toasty. Hai mẹ con chói đã mặc quần áo hết trong rồi, chuẩn bị đồ trong rồi, bây giờ chỉ đợi ba thôi. Nào, ba mình là lâu la nhất. Em ngồi lên trên ghế em ăn cái này để mẹ ra mẹ phơi quần áo nhá. Another one. Nhâm nhâm, dậm chân sung sướng. Nhâm 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 nhâm. Trong cái mặt nhâm 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 của mẹ cháu kìa. Rafi, where's Baba? Where's baby? Rafi, look. Where's baby? There you go. Peanut butter and toasty, daddy. Rafi, look, baby. Mọi người nhìn thấy bụng của mẹ rồi chưa? Đói. Rafi, look, baby. Rafi, bình thường là em sói nhìn thế này là em sói xoa xoa tay xong em sói nói baby. Baby, here you go. Peanut butter and toasty. Good boy. Đi, con ngồi lên đây đi. Come on, Rafi. Nhà sói đã đến nơi rồi, bây giờ đang phải đi tìm chỗ đỗ xe. Tìm chỗ đỗ xe thật là vất vả. Chỗ nào cũng thấy đông, chỗ nào cũng thấy hết chỗ đỗ xe rồi. Rafi. Rafael. Hi baby. Sói ngồi xe mãi chán quá thôi hả con? Đợi ba tìm chỗ đỗ xe đã nhé. Sắp xuống rồi. Vụng pha vụng vị tới mặt. Yay!
tìm được chỗ đỗ xe rồi. Nó rất là vớ vẩn, mẹ đặt vào trong, mẹ đặt vào trong xe đẩy cái mà cứ oằn oại oằn oại. Đây, hôm nay nhà Phật có cơ hội giới thiệu với mọi người trung tâm của thành phố Brisbane. Rất là bận rộn, người đi lại tấp nập, và mình đang nghe thấy tiếng kèn Scotland loanh quanh đâu đây ở trên đường phố. You heard that, babe? Yes. Whereabouts it? Must be home. Oh, ở phía trước kia. Đây là loại kèn truyền thống ở đất nước nơi mà ba sáu sinh ra và lớn lên đấy. Đợi đến gần thì cho mọi người nhìn nhá. Sói không đi dép hả con? Raphael. Hello. Hello. Em đang ăn bánh snack. Nghe cái tiếng này lại nhớ đám cưới ba mẹ sói ấy. Vì đám cưới của hai vợ chồng là có người đến thổi kèn này. Truyền thống. Oh my gosh. It reminds me about our wedding. Đây là cái quảng trường mà vừa nãy nhà sói đi xe xung quanh để tìm chỗ đỗ xe ấy. Quảng trường này gọi là Is this one is King George? À, quảng trường King George. Ooh, Ravi, look. Woo woo. Handy. Hold mommy hand. Good boy. Bây giờ ăn bánh dính cả mép. Số quá. Mẹ nhớ là ở trên này có mấy cái tượng kangaroo đâu rồi nhỉ? I remember they used to have a kangaroo over there. Statues. Yeah. Bây giờ thì nhà sói đi kiếm cái gì à? Ngồi ăn trưa đã. Sau đấy thì mới đi loanh quanh đi mua sắm. Mọi người đang đợi đèn xanh để sang đường. Oh, careful. There you go. Oh, look at the airplane. Raffi? Raffi? Raphael? Wow. Xe đạp này để thuê để đi xung quanh thành phố này. Where? Which one? Robbie, look the toy shop. Do you want to go into the toy shop? Yeah. Yeah. Cửa nó hơi bé, thôi để ba vào xem có cái bộ tàu Thomas chạy bằng điện không nhỉ? Ba mẹ cháu đang tìm mua cho cháu đấy. Để làm quà Noel cho sói, vậy vì sói đợt này là rất thích cái Thomas đoàn tàu đấy. Raffi, Raphael, ấy gì, đợi ba một tí nhá. Em bé đang nhìn tay gì ấy? Hả? Huh? What are you looking at? Baba? What are you looking at? Daddy, go and get you some toys. Yeah? Chân đất mắt thét. Go, go, go. Go. What? What is that? What? Chút chút đúng rồi. Cháu muốn cái tàu đấy nên là cháu nói là chút chút đấy. Any that? Oh, really?
Oh, we go to another shop then. No Thomas in here, Rafi. Sorry. Không có đầu Thomas ở trong đấy con ạ. Ở trên này thì có rất là nhiều cảnh sát đi bộ để coi như là quản tự trật tự ở đường phố nếu có vấn đề gì xảy ra. Wow, Rafi, look at the train. Which way you wanna go? You wanna go this way and turn all the way around? Go. Đấy, mọi người thấy đông chưa? All the restaurant this way too, baby. This is Avenue. Huh? I think so, because they was turned harsh. Look at the horses, Rafi. Look at the horses. Toàn người là người trôi. giảm giá đến mùa Noel. Nhà sói vẫn đang đi loanh quanh để tìm chỗ ăn trưa đây. What kind of food, babe? Asian food? Vietnamese food? Italian food? Okay. I see the piano there. But I don't want to go to the Italian version. Yeah. Thích không hả? Sói thích không? Chỗ này thì chắc là mọi người nhận ra rồi. Cái chỗ này là chỗ mà H&M với lại Zara mà hôm mình với lại em sói đi lanh quanh mua sắm buổi tối đợi ba sói đi cái tiệc công ty. Yeah. Nhìn thấy cái tường trên này thì chắc là mọi người nhớ. Còn bạn nào mà chưa xem cái vlog đấy thì các bạn có thể vào trong kênh của mẹ chói và xem những vlog các bạn chưa xem, tại vì mình cũng không nhớ là cái nào nữa. Hình như là cái vlog ghi là ốm cũng đi chơi sao ấy. Hình như là thế. Raphael. Hai bà con. Daddy. Tu. Where's the car, Rafi? Car. Em ngồi chui lu thế à em? Car. When should we go, Rafi? Em sợ bây giờ thấy cái đèn bật lên em sợ nói go. Go. Really busy road. Really busy. Is mommy going to get her new MacBook Air? Ba sói tự nhiên lại rủ vào Apple Store đấy. Định mua cho mẹ máy tính mới à? Vì máy tính của mẹ bị vỡ màn hình em nhờ. Ta-da-da-da-da-da. Nhà sói còn một cái MacBook của ba sói nữa. Vẫn để không dùng. Đấy là lý do vì sao mẹ không muốn mua đồ mới. Vì nhà rất là nhiều máy tính. He got enough phone.
người thấy đấy, ba sói thì lúc nào cũng kiểu có nhu cầu mua đồ công nghệ. Đàn ông mà. Còn mẹ sói thì quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi cho sói, quần áo cho sói. Lâu lắm rồi mẹ cháu cũng không mua mỹ phẩm gì cả. Vì là từ khi có sói là chỉ mua đồ cho sói thôi ạ. Ôi, lại nhặt được vụn bánh lại đưa lên miệng ăn à con. Con ăn nữa thì bánh của con ở đây mẹ lấy cho. More snack. Con cần gì phải nhặt vụn bánh nào? Dad, can you open it for Papa? There you go. There you go, Daddy give it to you. Cha. Cha for Daddy. Raffi here. Cha. Cha for Daddy. Do you want this? Or do you want water? Do you want some water? Water then. There you go, your water. Nah. Buồn ngủ à con? Đi ra ngoài xong mẹ pha sữa cho sau nhé. Poor Raffi. Okay Raffi, press this one. This one, go. Được bấm nút thích quá à con. Cháu thấy mọi người sang đường, mọi người bấm nút để sang đường nên là cháu cứ giơ ngón tay lên sẵn để đi đến đâu còn được bấm. Bây giờ giơ ngón tay sẵn. Yeah. Car. Bike. Look at his fingers, Dad. Cứ giơ ngón tay ra thế hả con? Which way? Car. Raphael. I don't know. Oh, here. Wow. That is amazing. Ba bê một mình để mẹ đỡ phải bê em à. Jackpot dining. Wow. Hôm nay nhà sói sẽ ăn đồ barbecue Hàn Quốc. More. Chào. You need to put it down so mommy can put water for you. No, put it down. Put it down like this, so mommy can put some water for you. There you go. 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 Have you drink it? Drink it. Wow. Yes. You drink it. Uh-oh. No fingers. Oh. Cool. Ooh. Wow. Good boy. Để mẹ gọi món đã nhá. Let me have a look. Đến giờ sói nạp năng lượng rồi đấy ạ. Ah, wee wee. High five, mommy. Yay. Ah, wee wee. Đường và các cửa hàng mua sắm đông kinh khủng luôn. Nên là mình đang suy nghĩ là có nên đi mua sắm ở trên này không, hay là lại quay về cái trung tâm mua sắm gần nhà sói. Vì là đi đông sau đấy thì lại có ăn sói, có xe đẩy nữa, đi vào những cái chỗ cửa hàng đấy nó rất là kiểu vất vả ấy. Cứ ngồi ăn trưa đã. Mà bây giờ, what time is it babe? Bây giờ đã 1:30 rồi. Ăn trưa xong này, đi lòng vòng này, nếu như cửa hàng nào đấy mà cũng đông ấy thì nhà sói sẽ đi vào mua, còn nếu như mà đông quá thì thôi cả nhà đi lượn lờ, sau đấy thì quay về trung tâm mua sắm gần nhà thôi. Ba sói có món Hàn Quốc truyền thống mà bà sói thích ăn, barbecue pork. Yeah. Raffi, you want some rice? Raffi might want some rice. There you go, rice. Chả. No. Chả, no rice? No? Yum, yum, yum. Okay then, corn? You want some corn then? Mmm.
Corn. Yummy. Spoon. Spoon. Nam nam nam. Mẹ cháu thì hôm nay sẽ có canh sườn dưa chua. Canh sườn dưa chua còn nhỉ? Canh sườn cay cay dưa chua. Korean pancake này. Còn đây là của mẹ sói. Mình không ngờ là nó lại to như thế này. Cả một cái nồi rất là to. Đang sôi chút 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 và rất là thơm nữa. Mời mọi người ăn trưa với cả nhà sói nha. Hai mẹ con sói vừa làm xong nhiệm vụ chạy vào Pandora để mua được quà cho bà nội rồi. Nhưng mà mình sẽ không vlog chia sẻ là mình đã mua gì cho mẹ đâu. Vì là nếu như mà mình vlog ấy, thì chắc chắn là mẹ sẽ xem vlog và mình biết được. Nên là để bí mật đến tận ngày Noel thì mọi người sẽ biết được là hai mẹ con sói mua cho bà nội cái gì nhá. Ba sói vừa nãy cũng gọi là bí mật chạy vào Pandora thì không biết là ba sói mua cái gì. Và không biết là bà sói mua cho ai. Và bây giờ thì mẹ con sói đang ở trong cửa hàng cà phê Nespresso để ba sói mua cái cà phê để cho vào máy. Cái cà phê capsule. Đây nó như thế này. Vì nhà sói có cái máy pha cà phê mọi người nhớ không? Wow, wait for daddy, okay? Máy pha cà phê nhà sói loại nào nhỉ? Giống cái màu đỏ này nhưng mà của nhà sói là màu đen. Đây, cái trên góc kia. Gác chân quá con ạ, em sói chưa ngủ một tí nào. Tú tí hết bình sữa rồi. Đi trên đường thì chỉ rình có cái nút sang đường để mà bấm bấm thôi con nhỉ. Tiếp tiếp. Oh no, I'm just waiting. Yeah. Press the button. How to press the button? Mommy think we need to wait outside so everybody not get confused. We should wait here. Yeah. Yeah. Should be waiting here. Nhìn này. Lên xe là ngủ thôi con nhỉ. Mua xong ở đây xong là nhà mình đi về thôi. Em mệt rồi đấy ạ. Em mệt tạ rồi. Mệt tạ. Quà cho bà nội. Yeah. Nhà sói về đến nhà được 20 phút rồi và hôm nay lại có mỗi em sói được ngủ trưa thôi vì là em sói ngủ trên xe trên đường về nhà đấy. Và lúc đấy cũng là tầm 4 giờ rồi nên là về đến nhà là 4 giờ 50. Thì sói dậy chơi từ lúc đấy đến tận bây giờ. Mình vừa nằm nghỉ ngơi một tí. Không chợp mắt ngủ được đâu nhưng mà cũng nằm kiểu nghỉ ngơi xem tivi một tí và mình chuẩn bị đồ để mang sang bên nhà Lachlan bây giờ. Tại vì là hôm qua là sinh nhật Lachlan nhưng hôm nay bố mẹ Lachlan mới tổ chức cho cháu ý. Vì là hôm nay thứ bảy tất cả mọi người đều được nghỉ không. Và mình có mua cho Lachlan một cái thiệp chúc mừng sinh nhật. Thì cái thiệp mình đã dán vào trong phong bì này rồi. Lại bị bong.
Bong tiện thể đây cho mọi người nhìn luôn này, cho nhìn mọi người nhìn luôn cái bìa ngoài của cái thiệp. Ui, khó bỏ ra thế nhỉ. Nào, để phải dùng hai tay nào. Đây, thì cái thiệp đơn giản như thế này, ghi là Have a freaking awesome birthday. Kiểu như đây là một dạng ngôn ngữ kiểu tiếng lóng ấy. Nhưng mà nó rất là hợp, bởi vì là Lachlan sinh nhật này là sinh nhật 16 tuổi, là tuổi teen, nên là cái ngôn ngữ này nó rất là hợp. Đấy, thì đây là một cái thiệp này. Ngoài ra thì mình có mua một cái gift voucher, tại vì là mình cũng không biết là tặng tặng cháu cái gì ý. Tuổi teen mình cũng không biết là mua cái gì để tặng nữa, không biết cái gì mà cháu thích cháu hợp, nên là mình mua một cái gift voucher của Khôn Ngon. Và cái Typo này cũng là một trong những cái thương hiệu của hệ thống Khôn Ngon, nên là cái thẻ này có thể dùng được ở Khôn Ngon. Và mình mua cái thẻ này để nếu như mà Lachlan có thích đi mua sắm quần áo ở cái cửa hàng của Khôn Ngon ấy, thì có thể sử dụng cái thẻ này, hay là bất cứ những cái đồ gì của cái thương hiệu thuộc cái dòng Khôn Ngon này thì có thể mua ở cái hệ thống cửa hàng của họ. Đấy. Rafi, you ready? You ready? Go say happy birthday to Lucky. Yeah? You sing happy birthday and blow candle again. Em sói chỉ thích thổi nến sinh nhật thôi. Đi đi, nhà mình đi đi. Let's go. Chỉ tiếc một điều ngày hôm nay là ba mẹ vẫn chưa mua được quà Noel cho em sói. Tìm tất cả các cửa hàng không có cái bộ đồ chơi tàu điện nhỏ nhỏ Thomas đấy cho em sói là một cái. Thứ hai là chưa mua được mũ bảo hiểm cho em sói và giày được cho em sói. Nên là nhiệm vụ của mẹ tuần tới là sẽ đi mua sắm để mua sắm nốt quà Noel cho tất cả mọi người ở trong nhà. Cho các cháu, cho chị, cho anh rể, cho quà của ông nội, bà nội thì mình đã mua rồi. Quà của ba sói nữa tuần tới mình cũng sẽ đi mua nốt cho ba sói. Còn không biết là ba sói kế hoạch đi mua sắm đồ Noel cho mẹ sói với em sói thì như thế nào. Chắc là cho mẹ sói thôi, tại vì là em sói thì coi như là mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Mẹ chuẩn bị cho cả ba và mẹ quà cho em rồi. Em nhờ. Yeah. Thôi bây giờ nhà sói đi sang bên nhà anh Lachlan đây. Yeah. Cười kiểu gì ấy. Ôi ngáp, vừa ngủ rồi mà con lại ngáp ngáp cái gì đấy. Chu chu, let's go. Let's go. Sang dự sinh nhật anh Lachlan thì có cả bạn anh Lachlan ở đấy nữa, nên là anh Lachlan chơi với các bạn và chơi với em sói, còn người lớn thì ngồi với nhau. Và mình với ba sói ngồi đấy nói chuyện với mọi người một lúc, sau đấy thì là hai vợ chồng phải xin phép đi về, vì giờ này là giờ phải về để tắm giặt cho em sói, để cho em sói đi ngủ rồi. Đấy, một cái thiệt thòi khi mà em bé còn bé, đấy là đến giờ em mới đi ngủ là ba mẹ phải cũng phải về nhà để chuẩn bị cho em ấy đi ngủ, vì là mình rút kinh nghiệm rồi, nếu cứ để em ấy chơi qua cái giờ em ấy đi ngủ ấy thì em ấy sẽ bị mất cái thói quen ấy đi và em ấy sẽ thức rất là muộn. Hôm nay đi ra ngoài cả ngày thì cả nhà sói cũng khá là mệt rồi ý. Nên là bây giờ thì ba sói sẽ cho sói đi tắm này, rồi là mình pha sữa cho sói và cho em sói đi ngủ. Em sói vừa nãy ở bên tiệc sinh nhật của anh Lachlan thì có ăn gì nhỉ? Ăn cái đấy gọi là gì nhỉ? Dumpling gọi là gì nhỉ? Nó như là há cảo ấy, há cảo hấp ấy. Chứ không phải là dumpling, không phải là bánh bao đâu. Há cảo hấp này với lại là ăn một ít những cái nói chung là những cái bánh mặn. Không phải là bánh mà là những cái đồ mà để vào trong làm vào lò nướng ấy. Bác Khát làm nên là em sói ăn cũng khá là nhiều và coi như đấy là em ăn tối luôn. Và mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai. Bye.